Hello, chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã trở lại kênh. Xin chúc các bạn một ngày mới an lành, vui khỏe, vạn sự như ý và gặp nhiều may mắn cùng thành công trong cuộc sống. Hôm nay mà mình với chị ba mình đi ra phố Tàu để chích ngừa Covid với ngừa cúm. Thì sau khi chích xong, mình có đi vô cái Dragon City này để mình làm appointment, để mà mình check up something. Rồi sau đó cái tụi mình lại phone ông xã mình đi ra để ăn điểm sắm. Để mời cả nhà cùng đi. Đây là một cái mall nhỏ, nó nằm ngay góc đường của đường Dandat với đường Spadai nè. Nó cũng không có được nhiều tiệm. Rồi phía trên tầng thứ hai á thì là cũng có nhà hàng đồ nữa, nhưng mà tầng thứ ba đó thì là nó more là medical, là chỗ đó thì nó sẽ cho mình check ultrasound nè, chụp hình x-ray nè, với thử máu đồ. Đây là phía ngoài của ngay đường Dandat Spadai nè. Dưới đen hả? Cái dắt co phải không anh? Order dắt co hả? Dắt co. Thank you. Ăn này coi ngon không? Có test được cái gì không? Cay. Hello, you bắt kệ đúng rồi đó, mà tại sao không biết? Ok. Ông nói cái xôi mở cái đầu nó hạ tiện lá, bởi nó mới gói giấy ăn, phải không? Mới cái đủ cái độ mà để nóng cái xôi á. Có, nhưng mà nhiều khi nó lại, bây giờ ăn biết là đồ cái gì cũng mắc á, thì nó xén lại. Em thử miếng này. Này của em. Em cảm tưởng bột nhiều em cảm tưởng nó bột nhiều, nhưng mà cũng ngon, cũng thơm á, không biết không, nó có tôm khô nữa, bên bánh cua Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mời cả nhà. Thử miếng thịt này nha. Mời cả nhà, mời cả nhà. Cái này là gì quên rồi. Xí mại. Đói quá quên. Ok, mời cả nhà. Há bẻn à. Mời cả nhà nha, cái này là há bẻn nha. Bánh tôm. Cái này có hẹ. Hẹ. Ít tôm. Cái này chân gà nha cả nhà. Mời cả nhà. À, ăn xong thì tụi mình có mua đem về cho chị xíu của mình. Tụi mình sẽ trên đường đi về thì mình sẽ ghé đi cho chị. Không cho tiếp hả? Ê, vậy là bà này cũng nham nhở á, phải không? Chứ ai mà hỏi. Lỡ bà service không good, good sao? Nhưng mà mình để tiền tiếp ngay bàn rồi. Đi bộ. Nhà hàng này thì nó nằm ở trên cái top của cái mall này. Thì khi đi xuống chờ lâu quá thôi tụi mình đi bộ. Ăn xong rồi, bây giờ đi về nhà. Bye cả nhà. Mình và chị ba đã đến nhà của chị xíu của mình để đưa đồ điểm sắm nè. Cảm ơn các bạn thật nhiều đã xem video. Xin chúc các bạn một ngày mới an lành, vui khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Xin đừng quên đăng ký kênh, bấm like và share và cùng đồng hành với mình trong những video kế tiếp. Xin chân thành cảm ơn. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.